Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Đường Hạo đã xuất hiện giải cứu Đường Tam. Nhưng trước khi Hạo Thiên Tông xuất hiện, thì chúng ta xem qua một chút tình hình ở bên ngoài thành. Đám người Tuyết Băng giáo giết bỏ chạy, Độc Đấu La chủ động đứng ra ngăn cản Quang Linh Đấu La. Quang Linh Đấu La cũng rất sẵn lòng cùng với Lão Tài chơi đùa một hồi. Độc Đấu La ngừng tụi chiêu thức, phía bên kia thoát ẩn thoát hiện phóng ra vô số mũi tên. Chào hỏi đã xong, cả hai liền toàn lực tấn công. Hai công kích từ hai hồn kỹ va chạm nhau, giằng co kịch liệt. Quang Linh Đấu La còn bồi thêm vài mũi tên xa trì. Độc Đấu La nhanh chóng rơi xuống yếu thế, lão không ngờ rằng kỹ năng của đối thủ còn có thể khắc chế hồn kỹ của mình. Hồn kỹ của lão bị đánh tan, thân thể trọng thương. Bây giờ đã không còn ai ngăn cản nữa, Quang Linh Đấu La lập tức hướng mũi tên của mình về phía Tuyết Băng. Hắn cần phải giải quyết nhanh gọn. Nói rồi, hắn ta liền ngưng tụ hồn kỹ thứ 5 và bùm một cái, mũi tên được phóng ra, lao thẳng tới vị trí của Tuyết Băng. Cũng may là đại sư liều chết lấy thân mình ra ngăn cản, mũi tên bay xuyên ngực đại sư, tuy đã giảm được một chút uy lực, vậy nhưng bấy nhiêu đó vẫn là rất nguy hiểm. Vừa vặn con ngựa của Tuyết Băng lại thi triển trí khôn của ta đây, nó nhanh chóng lách qua một bên giúp Tuyết Băng giữ lại được cái mạng. Tuy nhiên, mũi tên vẫn không dừng lại, nó bay một vòng rồi lần nữa vòng lại, đồng thời còn phân thân ra thêm nhiều mũi tên, tất cả đều hướng thẳng vào người Tuyết Băng. Ăn xong chiêu này, Tuyết Băng chắc chắn sẽ thành con nhím. Tuyết Băng cũng nhận ra tình cảnh của mình. Hắn không ngờ bản thân mình bây giờ lại một thân một mình như vậy. Đúng lúc nguy hiểm đó, bầu trời bất ngờ xuất hiện dị tượng, sau đó một loạt công kích giáng xuống đánh tan các mũi tên. Rất nhanh sau đó, các đệ tử họ Thiên Tông cũng xuất hiện bảo vệ cho Tuyết Băng. Nghe theo hiệu lệnh, bọn họ lập tức ngưng tụ họ Thiên trận pháp. Quang Linh Đấu La không chịu bỏ cuộc, hắn lao lên tấn công, vậy nhưng lập tức bị mồi truy đánh bật lại. Kẻ có thể đẩy lùi được một cung phụ như hắn hiển nhiên không phải tầm thường, cho nên hắn ta rất bất ngờ, không biết ai đã ra tay. Thì ra người vừa xuất thủ chính là Đường Khiếu, danh hiệu Khiếu Thiên Đấu La. Độc Đấu La nhanh chóng đưa đại sư ra ngoài để chữa trị, bị mồi chiêu xuyên tim mà vẫn chưa về với đất mẹ. Quang Linh Đấu La vô cùng tức giận vì bị họ Thiên Tông ngăn cản. Hắn bộc phát lực lượng, toàn thân phát ra hàn khí ngưng kết thành vô số tàng băng rồi lao lên tấn công trận pháp. Có vẻ như tên này đang muốn liều mạng. Chưa biết kết quả thì bộ phim lại chuyển cảnh về phía Đường Hậu. Ông vô cùng tức giận vì Kim Ngạc Đấu La đánh trọng thương con trai yêu quý của mình. Kim Ngạc Đấu La mỉm cười rồi chậm rãi bước lên và thú nhận mình làm chuyện đó thì sao nào. Lão cho rằng Đường Hậu không đủ tư cách để ăn nói với lão như vậy. Cho dù là đường thần thì cũng phải gọi lão một tiếng tiền bối. Lão yêu cầu Đường Hậu báo tên mình ra. Bản thân lão không giết hạng người vô danh. Đường Hạo thẳng thắn đáp lời, có chí không ở lớn tuổi, không chí sống trăm tuổi cũng phí. Chỉ bằng lão cũng xứng nhắc tới tên tổ phụ của ông. Lời này làm cho Kim Ngạc Đấu La phẫn nộ, lão rất muốn xem thử phía sau sự kiêu căng này có mấy phần thực lực. Vừa nói Kim Ngạc Đấu La vừa tung ra hồn hoàn, trong đó có một chiếc 10 vạn năm. Đã 50 năm rồi, lão chưa từng rời khỏi Trưởng Lão Điện, chẳng biết thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, nên hôm nay cũng muốn thử xem đám tiểu bối này có bản lĩnh tới đâu. Khi thế từ hồn hoàn tạo ra vô cùng mạnh mẽ, vậy nhưng Đường Hạo vẫn không hoảng sợ. Ông cười lớn rồi cũng bắt đầu phóng kích hồn hoàn. Chứng kiến một màn này, đám người Hạo Thiên Tông lẫn Đường Môn vô cùng bất ngờ. Hồn hoàn 10 vạn năm vô cùng hiếm, ấy vậy mà cả hai đều có. Đường Hạo yêu cầu Đường Tam hãy quan sát cho kỹ, ông chỉ làm hướng dẫn một lần mà thôi. Những gì sắp làm mới chính là uy lực chân chính của Hạo Thiên Trùy. Lão ngưng tụ ra chân thân khổng lồ rồi thi triển chiêu thức tác hoàn. Kim Ngạc Đấu La chứng kiến điều này liền bất ngờ. Lão thừa nhận khí thế của Đường Hạo thân là mạnh, vừa vặn đây lại hợp ý của lão. Có thể tìm được đối thủ xứng tầm thì còn gì bằng nữa. Kim Ngạc Đấu La nhanh chóng xuất thủ, xung hồn hoàn cá sấu của mình đánh thẳng về phía Đường Hạo. Đường Hạo vùng búa đánh chặn, sau thoáng chốc giằng co, đôi cá sấu của lão ta cũng bị đẩy lùi. Đường Hạo được đà tiến lên, Kim Ngạc Đấu La càng không bỏ cuộc. Ông ta lần nữa ngưng tụ hồn hoàn rồi đánh về phía Đường Hạo. Uy lực lần này đã mạnh hơn trước nên thành công đẩy lùi Đường Hạo. Đường Hạo tiếp tục ngưng tụ lực lượng, quay chiếc búa vài vòng rồi đánh thẳng vào mặt cá sấu khiến nó tàn vỡ. Thừa thế xông lên, ông lần thứ ba ngưng tụ lực lượng rồi lao thẳng đến Kim Ngạc Đấu La đánh cận chiến. Một bên là cầm vũ khí, bên kia còn lại thì tay không. Bên tay không nhanh chóng rơi xuống yếu thế. Đường Hạo nhanh chóng đánh ra chiêu thức đại tu di trùy phá tan hồn kỹ của Kim Ngạc Đấu La, khiến cho lão nằm sấp mặt. Lão không ngờ bản thân lại nhận phải kết quả này, càng không biết đại tu di trùy là kỹ năng gì, sao mà cường đại như vậy. Chưa rõ kết cục ra sao thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.